khi tôi cố ý phân chia với bạn gái. Em ơi, là ăn chưa? Em ăn đi. Toàn hôm nay tổng 260, chia đôi mỗi người 130, chút xíu chuyển khoản cho anh nha. À? Ừ, có vấn đề gì sao? Yeah, we do wear up on the street, they talk. Ok, chia đôi. You're insecure. Yeah, what's he, man? Thế thì chịu rồi, thôi đi ngủ. Em chưa quá đáng lắm luôn ý. Ai chứ em? Không phải tụi nó muốn chơi với em hả? À?